xuất Ai Cập ký luật về nô lệ. Đây là những luật lệ con phải truyền cho dân Israel. Nếu các ngươi mua một người Hebrew làm nô lệ, người đó sẽ phục vụ trong 6 năm, nhưng đến năm thứ bảy người đó sẽ được tự do, không cần phải trả tiền chuộc. Nếu đến nhà ngươi một mình, thì người ấy cũng ra đi một mình. Nhưng nếu có vợ khi đến nhà ngươi, người ấy sẽ ra đi với vợ mình. Nếu chủ cưới vợ cho người nô lệ và họ có con cái, khi người ra đi, người nô lệ sẽ đi một mình, còn vợ và con đều thuộc về chủ. Nhưng nếu người nô lệ tuyên bố rằng tôi yêu chủ, yêu vợ và không muốn ra đi tự do thì người chủ phải đem người nô lệ này đến trước mặt các thẩm phán chủ sẽ dẫn người nô lệ đến cửa hay trụ cửa rồi dùng dùi xỏ tai người ấy và người ấy sẽ làm nô lệ cho chủ chọn đời nếu người có bán con gái mình làm nữ tỳ đến năm thứ bảy nữ tỳ này sẽ không được trả tự do như các tôi tớ đàn ông nếu nữ tỳ này không còn vừa lòng chủ mặc dù đã được chủ chọn cho mình chú phải để cho người khác chuộc nữ tỳ này và không được phép bán cho người nước ngoài vì chú đã thất tín với nàng. Nếu chú đã chọn một nữ tỳ cho con trai mình, chú phải cho người này các đặc quyền như là con gái mình. Nếu chú đã cưới một người nữ tỳ sau lại cưới vợ khác, chú không được phép giảm thức ăn, áo sống và tình nghĩa vợ chồng với người vợ thứ nhất nếu chủ không cung cấp ba thứ này người vợ thứ nhất có thể ra đi tự do mà không cần phải đóng tiền chuộc thương tích cá nhân ai đánh chết người chắc chắn sẽ bị xử tử tuy nhiên nếu không có dự mưu và tai nạn do đức chúa trời cho phép xảy ra người ấy phải chạy trốn đến chỗ ta sẽ chỉ định nhưng nếu có ai dự mưu và cố tình giết người các ngươi phải dẫn tên sát nhân ra khỏi bàn thờ ta và đem sư tử. Ai đánh cha mẹ phải bị sư tử. Ai bắt cóc một người hoặc đem bán đi hoặc giữ lại phải bị sư tử. Ai đùa cha mẹ phải bị sư tử. Nếu hai người cãi lộn rồi một người đánh người kia bằng đá hay bằng lắm tay làm cho bị thương phải nằm liệt giường nhưng không chết người gây ra thương tích sẽ không bị chuộc tội nếu người bị thương có thể đứng dậy chống gậy đi ra khỏi nhà tuy nhiên người gây thương tích phải bồi thường thiệt hại cho người bị thương suốt thời gian người ấy không làm việc được cho đến khi lành mạnh nếu một người chủ dùng cây đánh nô lệ nam hay nữ của mình làm người nô lệ chết liền tại chỗ người chủ phải bị trừng phạt nhưng nếu một hai ngày sau, người nô lệ này dậy được thì chủ khỏi bị trừng phạt, vì nô lệ là tài sản của chủ. Nếu hai người đang đánh nhau đụng nhầm một phụ nữ đang có thai và làm cho phụ nữ này bị sinh thiếu tháng nhưng không bị thương tích trầm trọng thì gây có nỗi phải bồi thường theo mức chồng của phụ nữ ấy đòi hỏi và được thẩm phán chấp nhận. Nhưng nếu gây thương tích trầm trọng thì mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, phóng đền phóng, thương tích đền thương tích, bầm dập đền bầm dập. Nếu người chủ đánh nhầm con mắt của người nô lệ, dù nam hay nữ, và làm cho mù, thì người chủ phải bồi thường thiệt hại bằng cách để cho người nô lệ ra đi tự do. Nếu người chủ đánh rụng răng một người nô lệ dù nam hay nữ, chủ phải để người nô lệ ra đi tự do để bồi thường răng bị dụng. Nếu một con bò bán chết một người đàn ông hay đàn bà, bò đó phải bị ném đá chết và không ai ăn thịt nó. Chủ bò sẽ không bị buộc phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu bò có tật báng và chủ đã được cảnh báo nhưng không chịu nhốt bò lại để bò bán chết người, dù nam hay nữ thì bò phải bị ném đá chết và chủ cũng bị xử tử. Tuy nhiên, nếu thân nhân người chết cho phép chuộc mạng, chủ bò sẽ trả bất cứ giá nào thân nhân đòi hỏi. Luật này cũng áp dụng khi bò bán chết một thiếu niên, nam hay nữ. Nếu bò bán chết một người nô lệ nam hay nữ, chủ bò phải trả 30 miếng bạc cho chủ người nô lệ, còn bò phải bị ném đá cho chết nếu có người mở miệng hầm hay đào hầm mà không đậy lại và có bò hay nửa té xuống hầm người chủ hầm phải bồi thường thiệt hại cho chủ bò và con bò chết sẽ thuộc về chủ hầm nếu bò của người này bán chết bò của người khác hai người chủ sẽ đem bán hai con bò còn sống rồi chia tiền bán và chia con bò chết cho công bằng tuy nhiên nếu chủ biết bò mình có tật báng mà không chịu nhốt lại người chủ này phải chịu bồi thường bò đền bò và được giữ con bò chết